đẹp cho em này, form đẹp cực kỳ luôn. Con này các chị mặc buông hay các chị mặc sơ vi cũng đều đẹp cho em, mà dáng rất là basic luôn, dễ mặc cho em. Con này sẽ có hai màu cơ bản cho em là sơ mi kẻ màu xanh và sơ mi kẻ màu hồng các chị ơi, hai màu cho em nhé. Có theo chữ miu miu ở đây này. Chất thì các chị yêu mặc thì mềm như bún cho em luôn. Các chị cứ cầm cứ nghe em Trang nói và đến lúc nhận cái áo mà xem, nó không khác gì một không khác gì bún cho em, nó mềm như thế cho em. Con này em tặng khách hàng cho em với giá cho em là 179k con sơ mi này các chị nhá. 179k bao chất đẹp luôn. Em bán rất tiêu rẻ thôi. Còn những cái dòng mà bình thường những cái chất thô mềm như thế ngoài thị trường ấy thì các chị chắc phải mua cho em ít nhất rẻ nhất nhất phải 260-270 lên một con áo. Không có giá này đâu. Rẻ phải 260-270 một con áo đổ lên. Còn cái giá này chắc chắn là không bao giờ có rồi. Nên chị gái nào mà nhìn thấy con sơ mi thì thích lấy luôn cho em. Tông kẻ rất đẹp cho em, hai màu kẻ hot nhất bây giờ là kẻ xanh và kẻ hồng. Và đặc biệt bên em có phiên bản theo miu miu ở đây cho các chị em nhà mình nữa. Nên là mặc rất là đẹp cho em nhá. Chất thì sơ mi mà không nhăn thì đúng là 10 điểm không có nhưng được các chị ạ. Chất sơ mi mà đẹp như thế này này, mà không nhăn cho em thì 10 điểm không có nhưng rồi. Kẻ đều tăm tóc, sọc đẹp cho em, nét cho em. Về các chị mix quần sóc, quần bò hay bất cứ cái gì cho em cũng đều đẹp với con này hết. 250 em đang chia khách hàng cho em 179.000 con này. Lên cho em và sơ mi kẻ kèm màu hồng kèm xuống này cho em, hoặc sơ mi kẻ kèm màu xanh kèm số điện thoại các chị yêu nhá. Cực xinh cho em luôn, 179.000 cho em. 179.000. Chị ơi con này nhà em thì phi size chị gái ơi, mặc cho em từ 40 60 cân chị Thùy Linh nhá. Mặc từ 40 60 cân con này cho em. Sơ mi nhà em tất cả những dòng sơ mi nhà em Trang tất cả đều hàng tuyển hết. Từ form đến dáng cho nên các chị mặc sơ mi nhé, các chị sẽ thấy là chất đẹp này, form đẹp này, dáng đẹp và giá thành cũng rất là đẹp cho em luôn. Những con này các chị yêu mặc buông sướng lắm. Chất các chị nhìn cái con áo sơ mi mà có con áo nào nó mềm như này không các chị? Nó mềm như thế này không các chị mà bỏ ra không nhăn cho em luôn. Form thì kẻ đẹp cho em, mặc những dòng kẻ nó trẻ trung mà nhìn nó hot trend cực kỳ cho em. Toàn bây giờ rất là nhiều hot girl mặc những dòng kẻ như thế này. Đẹp các chị ạ, về mix leg, gân em mix sóc bò hay là cái gì cũng đều ok cho em. Các chị nhìn con áo em vào này, các chị nhìn con sơ mi nhá, thở ra nhá, mở ra không nhăn cho em. Mà form rất là đẹp và rất là mát luôn. Mặc kẻ thì các chị mặc 5 năm hay 10 năm nữa cũng không bao giờ hot cho em, à không bao giờ hết hot cho em cả. Không bao giờ hết hot cho em cả các chị ạ. Sơ mi kẻ cho em nhá, các chị nhăn màu xanh và màu hồng cho em. Chi ăn 179.000. Ai mà thích sơ mi lấy cho em con này. Vừa trẻ trung vừa đẹp lại còn vừa sang cho em. Rồi ok hồng tú lên xuống đây cho em đi. Chị Duyên Phan ok một xanh một hồng một đơn cho em. Chị Nga Phạm ok cũng một xanh một hồng một đơn cho em luôn nhá. Em bán rẻ lắm. Nhà em chỉ bán 179.000 thôi, nhưng các khách hàng nhận hàng áo như em về so sánh cho em với những hàng 7-800 giùm em. Được chưa? Em bán rất rẻ. Ngày hôm nay em bán đi con sơ mi hàng đuôi tơ này nhá. Đuôi tơ chị nhá, mềm không nhăn cho em. 179.000 nhá, các chị về nhận hàng và so sánh cho em với những cái hàng 7-800.000 giùm em các chị. Về so sánh cho em với những cái hàng 7-800.000 cho em. Vì nhà em toàn là hàng Quảng Châu loại 1. Chất áo nha em, form áo nha em, các chị nhìn nó vừa vặn, nó xinh xắn này. Chứ nó không bị rộng quá, không bị bé các chị nhá. Mặc rất thoải mái luôn. Khi các chị mặc dáng nào cho em cũng đẹp cả. Khi mặc buông hay mặc suông hay mặc kiểu gì cho em cũng đều rất là chất cho em. 179k cho em một áo chị nhá. 179.000 lên cho em là sơ mi kẻ, được chưa? Sơ mi kẻ cho em màu xanh hoặc màu hồng, hàng phiên bản cao cấp cho em. Các chị mặc hàng Quảng Châu thì các chị thấy cái form và cái vải nó sướng lắm, mê lắm các chị ạ. Đấy, chị Thu Nga ok một hồng lên xuống đây cho em đi. Quỳnh Yến hai màu có đơn cho em này. Lệ Dương ok một con hồng này. Sơ mi kẻ xanh hồng kèm số điện thoại cho em. 179.000 một áo đang chiên ngày hôm nay. Được chưa? Mặc cho em từ 40-60 cân cho em. Chất tơ gì ạ? Chất đuôi tơ cao cấp cho em, không nhăn không nhào giùm em. Áo rất mềm, chỉ cần sờ vào tay thôi. Sờ vào tay thôi các chị nhá. Đã cảm nhận là nó rất là mát rồi. Mát cực kỳ cho em, và cái áo này nhà em có chị mặc rất là sướng cho em, có chị nhìn vò tay này, thả ra này, không nhăn cho em. Sọc nhà em có chị thấy không, đều tăm tóc cho em, nét cực kỳ luôn. Và hai màu này năm nay cực kỳ hot, xanh và hồng này năm nay cực kỳ hot luôn cho em. Chia khách hàng cho em là 179.000 con này. Lên cho em là sơ mi gì ạ, sơ mi kẻ xanh hoặc hồng kèm xuống cho em 179.000. Hải Tú ok một con hồng lên xuống cho em đi. Ngân Cường ok có một hồng cho em này. Thúy Quỳnh ơi, chất này nhà em không nhăn, em vừa vò chị yêu xem đấy, không nhăn nhá, không nhăn cho em. Nó là dòng tơ đúng cho em chứ mà không phải là cái tơ mà như ở cái tơ gì nhỉ, tơ Việt Nam mà nó nhàu nhàu không có chị ạ. Đây áo nha em, cứ phải vò nhá các chị, người thật việc thật các chị ạ. Bán hàng là cứ phải thật, bán hàng là cứ phải thật các chị ạ, người thật việc thật. Các chị nhìn áo nha em này, ok chưa, không nhăn cho em. Mà cái áo này em vò bao nhiêu lần rồi nhá, vò bao nhiêu lần rồi thì các chị nhé. Hai đang sale còn 179.000 em áo, 179.000 hàng có theo đẹp luôn cho em nhá. Hồng Tú ok lấy hồng xuống đây cho em đi. Sơ mi gì ạ, sơ mi kẻ kèm xuống đây cho em. Đúng rồi chị gái ơi, 179.000. Sơ mi kẻ kèm số điện thoại cho em. Thích hồng thì lấy hồng cho em, mà thích diện xanh lấy xanh giùm em. Giá đang yêu thương vô cùng luôn, form của nó rất là đẹp. Các chị mặc buông, các chị mặc sơ vin đều đẹp cho em. Vì con này, con này dáng nó xuất sắc lắm, thật sự là quá xuất sắc cho em. Chất thì mềm đẹp cho em, xinh như thế này mà có 179.000. Về mix quần legging đi, một đôi giày đơn giản thôi nó đã đủ đẹp rồi. Mặc quần legging đi, một đôi giày đơn giản cho em thôi nó cũng đã đủ đẹp rồi các chị ạ. Lấy sơ mi màu nào lên cho em màu đấy các chị nhắc. Sơ mi kẻ xanh hoặc là sơ mi kẻ hồng kèm số điện thoại giùm em. Chị Thanh Nga một con hồng có đơn cho em chị ơi. Chị Huyền Linh ok một hồng có đơn cho em. Em mặc các tình yêu sang cái màu xanh nha. Hàng nhà em là hàng phiên bản thêu được chưa, hàng Quảng Châu, chất đuôi tơ giùm em các chị nhắc, mềm mát cho em, mềm mát cho em nhá, không có một tí ni lông nào.
được chưa? Mặc lên người bao mát và bao sướng tình yêu luôn. 179.000 lên cho em mã sơ mi kẻ kèm màu kèm xuống cho em. Con áo như thế này mà rẻ như thế này mà không biết chốt thì chốt cái gì các chị. Rẻ hơn con áo phông mà con sơ mi các chị mặc ra đi đâu nó sang chảnh hơn rất nhiều này. Mặc đi đâu cho em nhìn nó cũng chất hơn rất là nhiều luôn các chị à. 179.000 nào nhá. Thu Hiền lấy hai màu lên xuống đây cho em đi. Sơ mi kẻ màu xanh màu hồng kèm xuống cho em đang chiên 179.000. Nhà khách nhà em còn chốt một đôi một đi các chị ơi. Khách nhà em toàn chốt một đôi một tại vì áo này quá đẹp. Quá đẹp và quá xịn luôn, không tranh thủ lấy á, còn không có hàng đâu chị ơi. Nó rẻ như thế này không mua mua cái gì? Chết mẹ rồi, chị quên cho cái cụ áo này. Nó rẻ như thế này không mua thì các chị mua cái gì? Các chị 179.000 con áo. Mua ở đâu ra? Mà dòng sơ mi, dòng sơ mi tuyển luôn, các chị mặc con áo lên người nhìn nó sang. Mặc những cái con sơ mi mà pha ni lông lên, thứ nhất là đầu tiên là các chị cảm thấy khó chịu này, bí nóng này, xong rồi các chị còn cảm thấy là gì ạ? Nó cứng chất ý, các chị mặc nó không đẹp ý. Chị đợi một tí em cài cụ áo nhé. Nó không đẹp ý các chị, chứ còn những cái mặc dòng sơ mi này các chị mặc cả ngày không biết chán. Nó mềm quá, mềm chất quá luôn ý các chị. Những con sơ mi này như của nhà em Trang mặc bán ấy, các chị mặc cả ngày không biết chán luôn. Vì cái chất của nó siêu mềm luôn. Siêu mềm luôn các chị nhá, siêu mềm và siêu thích luôn. Ai mà mặc dòng đũi tơ rồi các chị biết. Ai mà mặc đũi tơ rồi các chị biết. Ok Hoàng Túy lên hai xuống hai màu lên xuống này cho em đi. Hà Trinh ok một con hồng nhá, Thúy Liễu 55kg thoải mái vừa. Áo này nhà em thì nó là dòng phi size mặc từ 40 đến 60 cân cho em vừa hết các chị nhá. Phi size mặc cho em từ 40 đến 60 cân vừa cho em đẹp chưa? Màu xanh xinh xuất sắc xinh này. Dã man cho em chứ các bác ơi. 179.000 cho em. Sơ mi kẻ màu xanh hoặc sơ mi kẻ màu hồng kèm xuống này cho em. Năm nay rất hot kẻ. Năm nay rất hot kẻ cho em. Cực kỳ hot kẻ luôn. Và những cái tông kẻ năm nay ra những cái tông phấn phấn như thế này. Các chị mặc nó không bị già mà nó nét lắm các chị ạ. Mà nhìn nó trẻ trung mà nhìn nó mát người cho em. Sơ mi kẻ kèm màu kèm xuống lại cho em, thích hồng lấy hồng, thích xanh lấy xanh cho em nhé. Hai màu này cực kỳ dễ mặc luôn. Được chưa? Thu Phạm lên xuống lại cho em, Minh Ngân Hà có đơn được chị ơi. Trình Mai ok lấy hai màu luôn, toàn khách chốt hai màu. Áo đẹp như này rẻ như này không chốt hai màu phí phạm cuộc đời đó chị ạ. Áo vừa đẹp này, vừa rẻ này, vừa xịn như này có 179.000 con áo không chốt hai màu hơi phí luôn. Không chốt hai màu hơi phí luôn các chị yêu ơi. Không chốt hai màu hơi phí luôn. Chị Hoàng Trung lên xuống lại cho em, Minh Ngân Kim có đơn cho em nhé. Xe chiên khách hàng có 179.000 một áo đó các chị ơi. Đang chiên khách hàng có 179 một áo đó, khách hàng lấy cái mã này lên cho em nhé. Lên cho em mã áo đó mà chị người cho em là sơ mi kẻ kèm màu xanh hoặc màu hồng kèm xuống cho em, đẹp quá này. Đấy, hồng em vừa mặc xong đấy nhá. Hồng em Trang vừa mặc xong này. Đấy, không thích hồng thì lấy xanh, không thích hồng thì lấy xanh. Xanh chốt đơn chị Ngọc Minh này, xanh chốt đơn chị Hà Thu này, xanh chốt đơn chị Quỳnh Yến này. 179k một áo tình yêu. 179.000 lên cho em sơ mi kẻ kèm màu kèm xuống lại cho em đi. Sơ mi kẻ kèm màu kèm số điện thoại giùm em. Rồi ok chị Hồng Trung 53kg mặc vừa giùm em, chị gái lấy hai màu luôn nhá. Rồi ok chị Thu Huệ lấy một con cho em màu xanh này. Chị Hương Trang có đông đâu cho em một hồng màu xanh luôn ạ. 179k cho em lên cho em sơ mi kẻ kèm màu kèm số điện thoại giùm em các chị nhá. Xinh quá trời. Đấy màu xanh đây. Xinh chưa? Đấy áo rất đẹp luôn các chị, mặc cho em con áo nó nét này, đều tăm tắp này, vải nó mềm này. Nó không hề bị cứng một tí nào luôn đó chị. Trời ơi cái chất túi này nó mê quá trời à. Mặc có nhẹ bẫy người cho em luôn. Mặc thích giặc buông hay mặc sơ vin cho em đều đẹp cho em các chị nhá. 179k. Sơ mi kẻ kèm màu hồng màu xanh kèm xuống này cho em đi. Hồng Quỳnh có đơn cho em, Nga Thu có đơn cho em, Lệ Ngọc có đơn cho em này. Mê lắm tình yêu, màu hồng đẹp. Hồng hay là xanh thì đều giống y màu như trên like luôn. Tình yêu thích màu nào để cho em màu đấy nhá. Rất đẹp cho em, vừa đẹp vừa rẻ. Chiên quá rẻ cho em luôn con sơ mi. Bình thường các chị xuống tiền 300.000, 400.000 mua sơ mi. Ngày nay về nhà Trang đẹp xuống tiền cho em 100 bao nhiêu? 179.000. Săn sơ mi hàng đũi tơ xin cao cấp cho em. Không nhăn không nhàu mặc cho em bao mê như này không mua thì mua cái gì, đúng không? Đẹp như thế này cho em không mua thì mua cái gì các chị ơi? Sơ mi kẻ màu xanh cho chị Hồng Tú này, sơ mi kẻ màu hồng ok Tuyết Lan này, hai màu hai cái ok chị Bình Yên có đơn cho em nhá. Chị Thu Vậy có đơn một con xanh luôn, 179k tình yêu. 179k nhá. Mặc đẹp lắm. Con này các chị mix cái gì cũng đẹp hết. Đúng rồi, mix shop đơn giản cũng đẹp. Mix một con shop đơn giản đẹp hoặc mix mix legging nhá, các chị đi làm thích thoải mái đẹp luôn. Chất nó mềm. Nói chung là chất mềm mặc sướng thì có mặc cả ngày không biết chán các chị ạ. Thật sự luôn, những con này này, chất nó mềm sướng các chị mặc cả ngày cho em không biết chán là gì luôn. Sơ mi kẻ kèm xuống rồi giùm em các chị ơi. Sơ mi kẻ kèm số điện thoại cho em nhá. Thanh Đào lên số điện thoại cho em đi, Trang mặc lại hồng nhá. Trang mặc hồng ok này. Lên số điện thoại cho em Ngọc Bích ơi. Xanh có đơn nhá, chị Hương Giang có đơn xanh ạ. Chị Quỳnh Anh cũng có đơn xanh rồi, chị gái ơi chia sẻ là có đơn thành công. Các chị nhấp tay vào màn hình chia sẻ và thả tim thả like ủng hộ em nhá. Các chị chia sẻ thả tim thả like ủng hộ em nhá các chị ơi. Rồi ok em mặc lại màu hồng của chị Tuyết Bình xem nhá. Chị Nga Thu có một con xanh này. Bình Hà ok một xanh một hồng hai màu này. 57kg mặc vừa, áo này bên em 40-60kg mặc vừa chị gái ơi. Áo này 40-60kg mặc vừa cho em, 57kg không phải lo giùm em nhá. Mặc lại màu hồng 1 phút nữa xong em qua mã chị ơi. Mặc lại màu hồng 1 phút nữa xong em qua mã đấy ạ. 179.000 một áo chị gái nhá. 179k mặc từ 40-60 cân cho em vừa đấy ạ. Màu xanh của chị yêu này. Đấy các chị ơi, sơ mi kẻ màu hồng này đẹp quá các chị ơi, xuất sắc cho em luôn. Các chị lấy con này mặc đi thích ấy.
Cái này cái chất của nó không phải là chất thô đâu nhá. Chất của nó là chất đuối mềm ý. Chất đuối mềm mặc xuống mà nhẹ cực kỳ, các chị nhìn con áo sơ mi này. Nó mềm vô cùng luôn, mà cái chất này nó không nhăn các chị ạ. Mặc cực kỳ mát luôn. Chị nào mà nghiện sơ mi mà không muốn mặc cái chất thô, các chị lấy cho em cái chất này đi. Bảo hành luôn là mặc bao sướng nhưng không sướng hoàn tiền luôn. Chất rất là đẹp, mặc cực kỳ mát và cực kỳ phê cho em luôn. Đặc biệt luôn là các chị mặc cái dòng kẻ này nó rất là trẻ. Năm nay nó rất là hot những cái dòng sơ mi kẻ, nó hầu như là mã sơ mi kẻ nó ra cũng làm được là cháy thị trường luôn. Nên là chị gái nào mà đang thích cái dòng sơ mi kẻ lấy cho em nhé, mặc vừa trẻ vừa đẹp cho em này, form đẹp cực kỳ luôn. Con này các chị mặc buông hay các chị mặc sơ vi cũng đều đẹp cho em, mà dáng rất là basic luôn, dễ mặc cho em. Con này sẽ có hai màu cơ bản cho em là sơ mi kẻ màu xanh và sơ mi kẻ màu hồng các chị ơi, hai màu cho em nhé. Có theo chữ miu miu ở đây này. Chất thì các chị yêu mặc thì mềm như bún cho em luôn. Các chị cứ cầm cứ nghe em Trang nói và đến lúc nhận cái áo mà xem, nó không khác gì một không khác gì bún cho em, nó mềm như thế cho em. Con này em tặng khách hàng cho em với giá cho em là 179k con sơ mi này các chị nhé. 179k bao chất đẹp luôn. Em bán rất tiêu rẻ thôi. Còn những cái dòng mà bình thường những cái chất thô mềm như thế ngoài thị trường ấy thì các chị chắc phải mua cho em ít nhất rẻ nhất nhé, phải 260-270 lên một con áo. Không có giá này đâu. Rẻ phải 260-270 một con áo đổ lên. Còn cái giá này chắc chắn là không bao giờ có rồi. Nên chị gái nào mà nhìn thấy con sơ mi thì thích lấy luôn cho em. Tông kẻ rất đẹp cho em, hai màu kẻ hot nhất bây giờ là kẻ xanh và kẻ hồng. Và đặc biệt bên em có phiên bản theo miu miu ở đây cho các chị em nhà mình nữa. Nên là mặc rất là đẹp cho em nhá. Chất thì sơ mi mà không nhăn thì đúng là 10 điểm không có nhưng được các chị ạ. Chất sơ mi mà đẹp như thế này này, mà không nhăn cho em thì 10 điểm không có nhưng rồi. Kẻ đều tăm tóc sọc đẹp cho em, nét cho em. Về các chị mix quần sóc, quần bò hay bất cứ cái gì cho em cũng đều đẹp với con này hết. 250 em đang chia khách hàng cho em 179.000 con này. Lên cho em và sơ mi kẻ kèm màu hồng kèm xuống này cho em, hoặc sơ mi kẻ kèm màu xanh kèm số điện thoại các chị yêu nhá. Cực xinh cho em luôn, 179.000 cho em. 179.000. Chị ơi con này nhà em thì phi size chị gái ơi, mặc cho em từ 40 60 cân chị Thùy Linh nhá. Mặc từ 40 60 cân con này cho em. Sơ mi nhà em tất cả những dòng sơ mi nhà em trang tất cả đều hàng tuyển hết. Từ form đến dáng, cho nên các chị mặc sơ mi thì nhà em các chị sẽ thấy là chất đẹp này, form đẹp này, dáng đẹp và giá thành cũng rất là đẹp cho em luôn. Những con này các chị yêu mặc bông sướng lắm. Chất các chị nhìn cái con áo sơ mi mà có con áo nào nó mềm như này không các chị? Nó mềm như thế này không các chị mà bỏ ra không nhăn cho em luôn. Form thì kẻ đẹp cho em, mặc những dòng kẻ nó trẻ trung. Trẻ trung và nhìn nó hot trend cực kỳ cho em. Toàn bây giờ rất là nhiều hot girl mặc những dòng kẻ như thế này. Đẹp các chị ạ, về mix leg gây em mix sock bò hay là cái gì cũng đều ok cho em. Các chị nhìn con áo em vào này, các chị nhìn con sơ mi nhá, thở ra nhá, mở ra không nhăn cho em. Mà form rất là đẹp và rất là mát luôn. Mặc kẻ thì các chị mặc 5 năm hay 10 năm nữa cũng không bao giờ hot cho em. À không bao giờ hết hot cho em cả. Không bao giờ hết hot cho em cả các chị ạ. Sơ mi kẻ cho em những cái nhăn màu xanh và màu hồng cho em. Chi hết 179.000. Ai mà thích sơ mi lấy cho em con này. Vừa trẻ trung vừa đẹp lại còn vừa sang cho em. Rồi ok hồng tú lên xuống đây cho em đi. Chị Duyên Phan ok một xanh một hồng một đơn cho em. Chị Nga Phạm ok cũng một xanh một hồng một đơn cho em luôn nhá. Em bán rẻ lắm. Nhà em chỉ bán 179.000 thôi, nhưng các khách hàng nhận hàng áo như em về so sánh cho em với những hàng 700-800 giùm em. Được chưa? Em bán rất rẻ. Ngày hôm nay em bán đi con sơ mi hàng đuối tơ này nhá. Đuối tơ chị nhá, mềm không nhăn cho em. 179.000 nhá, các chị về nhận hàng và so sánh cho em với những cái hàng 700-800 nghìn giùm em chị. Về so sánh cho em với những cái hàng 700-800 nghìn cho em. Vì nhà em toàn là hàng Quảng Châu loại 1. Chất áo nha em, form áo nha em, các chị nhìn nó vừa vặn, nó xinh xắn này. Chứ nó không bị rộng quá, không bị bé các chị nhá. Mặc rất thoải mái luôn. Khi các chị mặc dáng nào cho em cũng đẹp cả. Khi mặc buông hay mặc suông hay mặc kiểu gì cho em cũng đều rất là chất cho em. 179k cho em một áo chị nhá. 179.000 lên cho em là sơ mi kẻ, được chưa? Sơ mi kẻ cho em màu xanh hoặc màu hồng, hàng phiên bản cao cấp cho em. Các chị mặc hàng Quảng Châu thì các chị thấy form và cái vải nó sướng lắm, mê lắm các chị ạ. Đấy, chị Thu Nga ok một hồng lên xuống đây cho em đi. Quỳnh Yến hai màu có đơn cho em này. Lệ Dương ok một con hồng này. Sơ mi kẻ xanh hồng kèm số điện thoại cho em. 179.000 một áo đang chiên ngày hôm nay. Được chưa? Mặc cho em từ 40-60 cân cho em. Chất tơ gì ạ? Chất đuối tơ cao cấp cho em, không nhăn không nhào giùm em. Áo rất mềm, chỉ cần sờ vào tay thôi. Sờ vào tay thôi các chị nhá. Đã cảm nhận là nó rất là mát rồi. Mát cực kỳ cho em, mà cái áo này nhà em có chị mặc rất là sướng cho em, có chị nhìn vò tay này, thả ra này, không nhăn cho em. Sọc nhà em có chị thấy không, đều tăm tắp cho em. Nét cực kỳ luôn, và hai màu này năm nay cực kỳ hot, xanh và hồng này năm nay cực kỳ hot luôn cho em. Chia khách hàng cho em là 179.000 con này. Lên cho em là sơ mi gì ạ? Sơ mi kẻ xanh hoặc hồng kèm xuống cho em 179.000. Hải Tú ok một con hồng lên xuống cho em đi. Ngân Cường ok có một hồng cho em này. Thúy Quỳnh ơi, chất này nhà em không nhăn, em vừa vò chị yêu xem đấy. Không nhăn nhá, không nhăn cho em. Nó là dòng tơ đuối cho em chứ mà không phải là cái tơ mà như ở cái tơ gì nhỉ, tơ Việt Nam mà nó nhàu nhàu không có chị ạ. Đây áo nha em, cứ phải vò các chị, người thật việc thật các chị ạ. Bán hàng là cứ phải thật, bán hàng là cứ phải thật các chị ạ, người thật việc thật. Các chị nhìn áo nha em này, ok chưa, không nhăn cho em. Mà cái áo này em vò bao nhiêu lần rồi nhá, vò bao nhiêu lần rồi thì các chị nhé. Hai đang sale còn 179.000 em áo, 179.000 hàng có theo đẹp luôn cho em nhá. Hồng Tú ok lấy hồng xuống đây cho em đi. Sơ mi gì ạ, sơ mi kẻ kèm xuống đây cho em. Đúng rồi chị gái ơi, 179.000 sơ mi kẻ.